Tập 17. Ngọc Y Sư đã đóng con dấu của Ngọc Nương lên khế ước. Hơn nữa cả quá trình ký kết do bà đệ nhất công bằng ở Thượng Dung làm chứng, không hề có sự bất công. Bà đệ nhất công bằng ta xin làm chứng tại đây, buổi quyên góp lần này tuyệt đối công bằng. Chuyện gì là sao chứ? Ngọc Nương của ta, Ngọc Nương của ta. Lưu Diên Ngoại, Lưu Diên Ngoại, mau đỡ Lưu Diên Ngoại vào phòng, mời Ngọc Y Sư xem bệnh. Chuyện này là sao chứ? Thế này chẳng phải đã mất tiền duyết à? 300 lượng bạc của ta, ta mất tới 380 lượng đấy. Buổi quyên tặng hôm nay kết thúc tại đây, mời các vị giải tán. Chuyện này, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Giờ thì Cao đại nhân yên tâm rồi chứ? Cô làm sao tính được 600 lượng thế? Ý tưởng này của ta hay đấy chứ? Hay thật đấy. Ta cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò thử. Cao đại nhân, cô nhìn ra rồi à? Có điều ta cứ cảm thấy chủ ý này của chúng ta còn thiếu một bước nữa. Chúng ta phải làm sao mới xác định được giá mà chúng ta đưa ra là cao nhất. Thật ra chuyện này không cần lo. Những người đến tham gia trấn rễ toàn là những khách quen ở Ngọc Xuân Lâu của ta. Thường ngày họ chi tiền có hào phóng hay không, hoàn cảnh kinh tế thế nào ta cũng hiểu khá rõ. Đặc biệt là tên Lưu Diên Ngoại đó, đợt trước hắn đã đào được rất nhiều vàng bạc đá quý. Mấy ngày này ta chỉ cần thăm dò thử xem hắn đã bán được bao nhiêu tiền là biết được ngay hắn sẵn lòng ra giá bao nhiêu. Vậy nên mấy ngày trước Ngọc Nương đã moi được tin từ chỗ Lưu Diên Ngoại, biết ông ấy đã bán số vàng bạc đá quý kia được 500 lượng. Bọn ta chỉ cần ra giá cao hơn ông ấy là có thể thắng. Cho nên Ngọc Nương bèn gọi y sư của cô ấy đến để quyên góp giúp cô ấy. Lợi hại thật đấy A Kiều. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Tại hạ bái phục. Nhưng huynh biết không, ban đầu ta nói với Ngọc Nương ta sẽ trả lại cho cô ấy số bạc này, nhưng cô ấy không cần. Cô ấy nói chỗ bạc này thật sự là để quyên góp cho bọn trẻ. Sau này cô ấy còn muốn đến học đường dạy bọn trẻ đánh đàn, cả trà đạo nữa. Không ngờ là vậy. Trước đây là ta quá nông cạn hẹp hòi. Ta chân thành xin lỗi cô. Hy vọng cô đừng để bụng những lời ta nói lúc trước. Cô nói không sai. Dung mạo của cô quá nổi bật, dễ khiến người ta không nhìn ra ở dưới dung mạo ấy là một trái tim đẹp đẽ. Mở ra xem thử đi. Lần trước huynh làm mẫu chẳng chuyên nghiệp chút nào, mới vẽ được một nửa đã chạy mất rồi. Bức tranh này cũng chỉ giống 7-8 phần thôi. Nếu huynh không chê thì cầm lấy đi. Giống, giống lắm. Lão gia, phu nhân, đến rồi. Nào, lão gia từ từ thôi. Nào, phu nhân. Trên con phố này sao lại có mùi thuốc phảng phất thế? Chỉ riêng khu ngoại thành phía tây này đã có mười mấy hộ gia đình bị bắt đi làm thợ mỏ. Cơ thể họ kiệt quệ rồi, đương nhiên phải rắc thuốc điều trị. Các hộ dân rắc thuốc càng nhiều thì mùi thuốc cũng vì thế khó mà bay hết. Chu Đình Tiên quả là đồ khốn. Theo ta thấy chặt đầu hắn đi vẫn còn nhẹ.
Tiểu cô nương ơi, các người tìm ai thế? Thứ Thước có đây không? Ta là học giả Ma Học Đường, đến đây thăm các vị. Thứ Thước là đệ đệ của tiểu nữ. Mời vào, xin mời vào. Đưa đồ cho ta. Ngươi quay về xe ngựa cho bọn ta đi. Vâng. Cha ơi. Cha, Thước Thước. Tiên sinh ở học đường đến thăm cha và đệ kìa. Lý đại ca, hai vị. Mời hai vị ngồi xuống. Thước Thước, đưa bát nước cho tiên sinh. Cha, cha đừng cử động. Đại phu đã nói rồi, đầu gối của cha phải dưỡng cho tốt mới có hy vọng bình phục. Ngài chính là Hứa tiên sinh đúng không? Thất lễ rồi. Cái chân này của tiểu dân thật sự là không đứng lên nổi. Lý đại ca không cần đa lễ, huynh cứ nằm yên đó là được. Nhưng cái chân này của huynh rốt cuộc bị làm sao vậy? Mỗi ngày bọn tiểu dân vác mấy trăm cân đá mỏ đi tới đi lui mấy chục lần dưới hầm mỏ, thêm nữa còn vác nặng leo cao. Đầu gối của tiểu dân sớm đã mòn tới mức không đứng lên nổi rồi. Tiểu dân là một người làm giường, vốn đang sống những ngày yên ổn. Nhưng một năm trước bị bắt đi đào mỏ, cứ tưởng sẽ chết trong mỏ. Nhưng thật không ngờ, nhờ phúc của Hứa đại nhân cứu được tiểu dân ra khỏi đó. Nhưng sau khi tiểu dân trở về mới biết, tiểu dân bị bắt đi chưa bao lâu, mẹ bọn trẻ đã bệnh liệt giường, chẳng bao lâu thì mất rồi. Chỉ còn lại hai đứa trẻ lẻ loi trơ trọi. Hơn một năm qua, may nhờ sự săn sóc của hàng xóm láng giềng, Thực Dược cũng hiểu chuyện mới có thể gồng gánh được tới giờ. Nhưng giờ đây chân của tiểu dân, con đi chuẩn bị cơm trưa. Ta đi giúp một tay. Thực Dược, ta đến giúp cháu. Phu nhân ở đây khó lắm, tiểu nữ tự làm được rồi. Không sao, hồi bé ta cũng toàn ở trong bếp thôi. Cái này là chân gạo đúng không? Thước Thước sắp đi học rồi, tiền trong nhà đều đã lấy đi lo liệu rồi. Nhưng ngày mai tiểu nữ được phát tiền làm công là có thể mua gạo rồi. Lý đại ca, sau này có bất cứ khó khăn gì, huynh cứ nói với ta. Hứa đại nhân, ngài nói gì vậy chứ? Ngài có thể mở học đường để bọn trẻ được đi học, không những không thu một văn tiền nào, còn bao ăn bao ở cho bọn trẻ. Nếu là trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ ấy chứ. Đây đều là những gì ta nên làm. Buổi trưa nhà cháu chỉ ăn mỗi cái này à? Chờ ta một chút nhé. Thước Thước, cháu xem, bút lông này phải dùng thế này. Đầu tiên là chấm mực, sau đó dựng thẳng. Nào, đặt bút phải có lực mạnh. Thật Dược, nào, ăn cái này trước đi. Không được, không được đâu, người ăn một mình đi. Bọn ta ăn rồi mới đến mà. Bọn ta không đói, cho nếm thử đi. Cái này cho cha, cái này cho Thước Thước. Cho ăn trước đi, ở đây còn nhiều lắm, họ đều có phần. Nào, ăn cơm thôi. Tiên sinh, đây là chữ gì thế ạ?
Chữ này, chữ này đọc là thước. Thước trong thức thước. Cha ơi, con biết viết tên của con rồi. Đợi đến lúc đi học là con biết viết được tên của cha, tên của tỷ tỷ. Sau đó con sẽ về dạy lại cho mọi người. Được, được. Nào. Cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Muốn khóc cứ khóc. Không cần phải hiểu chuyện như thế. Biết chưa? Từ khi ta còn nhỏ, mẫu thân đã qua đời rồi. Lúc đó ta cũng giống như cháu, lúc nào cũng sợ cha và ca ca lo lắng cho ta. Cho nên trước giờ ta đều không dám khóc trước mặt người khác. Họ luôn cảm thấy ta rất hiểu chuyện, rất kiên cường. Nhưng thật ra ta vẫn luôn ao ước có thể buông thả bản thân một lần, có thể khóc một trận cho đã đời. Nỗi buồn trong lòng cũng chỉ có mỗi chúng ta biết. Cho nên nếu sau này khi cháu muốn khóc thì cứ khóc ra đi, tuyệt đối đừng cố chịu đựng. Vì chỉ cần khóc được ra rồi, những khó khăn ấy đều có thể theo dòng nước mắt mà trôi đi. Khó khăn thực sự có thể trôi đi theo dòng nước mắt sao? Ta không lừa cháu đâu mà. Lát nữa cháu sẽ biết ngay. Cháu tự viết thử đi. Tỷ tỷ mau đến đây, để biết viết tên của tỷ rồi. Hứa Thanh Gia, qua đây. Ta hỏi huynh, học đường của huynh chỉ tuyển nam nhi thôi sao? Học đường của ta không có quy định này. Vậy huynh cảm thấy nữ nhi sinh ra đã thấp kém hơn nam nhi, không được đi học à? Đương nhiên không phải rồi. Đi học là để tăng thêm tri thức, mở mang tầm mắt. Bất luận là nam nhi hay nữ nhi đều cần đi học. Chúng cũng có quyền được học. Chậm thôi. Chào tiên sinh. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Nào, ở bên này. Chào tiên sinh. Chào tiên sinh. Mẹ ơi, con đi đây. Được. Đeo túi sách cẩn thận nhé. Thực dược, thuốc thước, mau đi đi. Chào tiên sinh, mau vào đi. Giống hết sức vào. Giống thế này này. Đứng tấn phải vững nào. Đứng dậy. Một. Hai. Một. Dùng sức. Đúng rồi. Dùng sức. Nghịch ngợm. Đang luyện cái gì đấy? Trước kia ta từng học ở tiêu cục, rèn luyện sức khỏe rất tốt đấy. Giới dẫn. Sao lại dớ dẫn? Ta học rất nghiêm túc đấy. Không phải nói cô dạy sai, mà là không phù hợp với bọn trẻ.
Tại sao thế? Những đứa trẻ này ăn uống không đầy đủ, cơ thể phát triển không tốt, luyện thế này ảnh hưởng sức khỏe. Dừng lại hết đi. Các cháu dừng lại hết. Dừng lại. Vậy ngày mau nói cho ta biết, rốt cuộc nên dạy thế nào? Cao đại nhân, sau này mỗi ngày huynh dành ra một canh giờ đến dạy cho bọn trẻ đi, không làm lỡ việc đâu. Ta bận rộn việc công, sợ là các cháu qua đây. Vị này là hiệu quý Cao đại nhân, võ công cao cường lắm. Sau này để ngài ấy dạy các cháu tập võ, được không? Dạ được, được ạ. Dân ạ, xin chào Cao tiên sinh. Tập võ là để rèn luyện sức khỏe. Sao ta lại cảm thấy Cao đại nhân bây giờ như biến thành một người khác vậy? Trở nên có tình người hơn. Một hòn đá còn có thể được ta ủ ấm, huống chi là huynh ấy. Bây giờ xếp thành hai hàng theo chiều cao. Cô đi theo ta. Cô làm gì vậy? Làm gì vậy hả? Kéo ta làm gì? Đi. Sắp phải lên lớp rồi, ta còn phải chuẩn bị nữa. Cô đưa ta vào bếp làm gì? Nếu cô muốn học trà nghệ thì đến Ngọc Xuân Lâu của ta được không? Ta bận lắm, không dễ gì dành được thời gian để lên lớp, đừng gây rối. Cô quay lại đây. Lớp học trà nghệ của tháng này ta đã bảo Hứa Thanh Gia đổi thành cái khác rồi. Tại sao? Cô qua đây. Tốt. Giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần cô giúp đỡ. Cô cũng biết những đứa trẻ ở đây đa số gia cảnh bần hàn, so với lớp học trà nghệ, trước mắt bọn trẻ quan tâm đến thứ khác hơn. A Kiều, ý cô là gì? Trà đạo là một loại lễ tiết trong cuộc sống, thông qua trà làm cầu nối, qua đó học tập lễ nghi phép tắc, nuôi dưỡng tâm hồn và đức tính, có thể khiến con người hòa nhã an tĩnh, vô cùng thú vị. Nghèo thì có thể tước đoạt quyền tu dưỡng lễ nghi phép tắc, thưởng thức tao nhã của bọn trẻ sao? Những đứa trẻ này đã sống quá khổ rồi, cho nên chúng ta càng cho bọn trẻ biết trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp có thể làm. Ngọc Nương, không phải ta không để cô dạy lớp trà nghệ, chỉ là ta thực sự có chuyện quan trọng hơn cần cô giúp đỡ. Lớp trà nghệ chỉ tạm thời quản lại, quản một thời gian thôi. Hồi ta còn nhỏ, gia cảnh mặc dù không coi là sung túc, nhưng ít nhất không lo cái ăn cái mặc. Nếu không phải dạo này sớm chiều sống chung cùng bọn trẻ ở đây, ta hoàn toàn không tưởng tượng được bọn trẻ còn nhỏ tuổi mà đã phải sống chật vật khổ cực như thế. Không phải ta không muốn để bọn trẻ tu dưỡng lễ nghi phép tắc, thưởng thức tao nhã, nhưng trước mắt mà nói, điều quan trọng hơn với bọn trẻ là cải thiện đời sống của chúng một cách thiết thực. Đúng là mấy ngày này không gặp đã phải nhìn cô bằng cặp mắt khác. Giờ cô thực sự có vài phần giống Hứa đại nhân rồi. Nói đi, cô muốn ta làm gì? Đơn giản lắm, chính là cho bọn trẻ được ăn no, ăn ngon. Nương tử, vất vả rồi. Học đường thế nào rồi? Có ta ở đây, huynh cứ yên tâm đi. Đúng rồi, chân của Lý đại ca thế nào rồi? Thuốc đó có hiệu quả không? Nương tử, đúng là thế thật. Thảo dược đó của muội thật sự có hiệu quả bất ngờ. Bây giờ Lý đại ca có thể xuống giường đi lại rồi. Ta đã nói là có tác dụng mà. Phải rồi, huynh đến xem thử cái này đi. Thảo dược trong phương thuốc này có vài thứ hết mất rồi. Ngày mai huynh có rảnh thì đi bốc một ít về đây. Được. Vừa hay đã tuyển đủ người cho học đường. Hai người làm công, một người chạy giặt, ngày mai có thể đến học đường làm việc. Nếu làm công thì một người là được rồi. Hiện giờ thêm người là thêm chi phí. Ngân sách của học đường đã không còn nhiều bạc nữa. Một người làm công e rằng không đủ đâu. Chuyện của học đường huynh cứ tin tưởng ta là được rồi. Lẽ nào ta lại có thể để bọn trẻ chịu đói ư? Được. Chuyện học đường ta nghe theo nương tử hết. Đúng rồi, không còn sớm nữa. Nương tử, muội mau nghỉ.
còn bảo là không mệt. Đã mệt đến thế này rồi mà còn cố gượng nữa. Tướng công nghe theo lời nương tử hết. Coi chừng cái tay đấy. Chào lão gia, chào phu nhân, chào tiên sinh, chào buổi sáng, chào hứa phu nhân, chào Lý đại ca. A Kiều, cô xem thử có thể nào chừa một miếng đất trong sân này cho ta, để ta luyện tay nghề không? Lý đại ca, cô nhìn qua lan của ta sắp chết đến nơi rồi, để đó cũng tốn chỗ. Nếu huynh cần, cứ việc lấy dùng. Cô xem, chân ta vừa khỏe lại, ta cũng nên luyện tay nghề rồi. Vậy thì tốt. A Kiều, đến ngay đây, ta đi trước đây. A Kiều, phải rồi, mấy hôm nay ta sẽ ở lại học đường, không về đâu nhé. Sao lại không về? Bận. Vậy tối ta đến học đường với muội. Không cần đâu. Sư phụ, chưa gì đã làm xong rồi sao? Cô lợi hại quá. Để tiết kiệm tiền cho cô, trời còn chưa sáng, ta đã theo nhà bếp đi chợ, vất vả đến giờ, chỉ uống được ngụm nước nữa. Sư phụ, sau này ta sẽ pha trà cho cô mỗi ngày. Thế nào, nhà cô pha cũng được không đó? Cái đó cũng là do sư phụ dạy mà. Được, bớt bao qua với ta đi. Đi làm việc chính thôi, đi. Đến rồi. Hôm nay khai trương nhà ăn nhỏ. Thức ăn hôm nay đã tiêu không ít tiền. Sau này phải làm sao đây? Rồi sẽ có cách thôi. Bây giờ bọn trẻ đều đang phát triển, không thể thiếu chất được. Nhưng đây không phải chuyện ngày một ngày hai. Ngân lượng ta có thể chi ra, quả thật cũng có hạn thôi. Cô đừng có mặt ủ mày chao như thế, nếu không coi chừng có nếp nhăn đấy. Không có, không có, đùa với cô thôi mà. Cũng nhờ cô, học đường này mới có thể mở ra. Sao ta có thể bắt cô bù ngân lượng được? Để ta nghĩ cách cho. Xe đến trước núi ắt có đường. Nào, cầm cẩn thận nhé. Đa tạ. Cô làm à? Ta chỉ dạy là chính, toàn là A Kiều tự làm đấy. Đa tạ. Ngon quá. Này, cầm chắc nhé. Có muốn thử không? Đa tạ. Mang cho nóng đi. Cầm lấy. Đa tạ. Thế nào? Bây giờ ta thay da đổi thịt rồi nha. Chẳng phải nhờ sư phụ dạy giỏi sao? Cũng phải, cũng phải. Nhiều đang ngon thế này. A Kiều tiên sinh, bọn cháu có thể mang một ít về cho cha ăn thử không? Được chứ, dĩ nhiên là được. Đa tạ A Kiều tiên sinh. Đa tạ A Kiều tiên sinh. Không có gì, thực dược cầm lấy. Múc thêm một ít cho thức thước. Được rồi, thêm một bát thức ăn.
Này, đa tạ. Thức thức, cầm lấy. Đa tạ, Ngọc Nương. Trên trán cô có mồ hôi, mau lau đi. A Kiều tiên sinh, cháu còn chưa ăn no, có thể múc thêm ít cơm cho cháu không? Ta giặt sạch rồi trả cho huynh. Nào, đa tạ. A Kiều, cô sao thế? Thì tại mấy cái thảo dược này. Hôm qua Hứa Thành Gia về bảo với ta, những người được cứu ra từ mỏ bạc có tình trạng y hệt Lý Đại Ca, đa số đều bị thương ở khớp. Mấy ngày trước Lý Đại Ca kể cho họ về phương thuốc của ta, nhưng ai mà ngờ họ lại không đi hút thuốc trị bệnh. Mãi đến hôm qua Hứa Thành Gia đi hút thuốc mới biết lý do trong chuyện này. Giá dược liệu đều tăng hết. Cho dù có đưa phương thuốc cho họ, ta đoán họ cũng không có ngân lượng để đi hút thuốc. Bây giờ chi phí của học đường này rất nhiều, ngân lượng trong sổ e là không thể duy trì bao lâu. Ta lo thật đấy. Cũng do thiếu ngân lượng cả. Mấy loại dược liệu này cũng rất nhiều chủng loại. Chỉ có một loại tăng giá hay tất cả đều tăng? Chắc là tất cả dược liệu đều tăng giá. Nói đến là ta lại bực mình. Cô nói xem họ dựa vào đâu chứ? Mấy loại thảo dược này mọc khắp trên núi. Ta... sao ta không nghĩ ra nhỉ? Có cách rồi, nhưng mà phải mượn các nha dịch của Hứa Thanh Gia dùng đỡ. Hứa phu nhân, là cái này phải không? Cái này. Cô muốn hái thảo dược bù vào cho học đường sao? Bán thảo dược chẳng thú vị gì cả. Ta muốn bán cao thuốc được chế từ thảo dược. Đại phu, lão Lý, xong đi lại được rồi. Nhờ Hứa phu nhân chữa khỏi cho ta đấy. Bây giờ không những đi lại được, mà ngay cả đeo giỏ ta cũng không thấy tốn sức. Phu nhân, vết thương khớp của lão Lý rất nặng, sao người trị khỏi được vậy? Đây là cao thuốc của quê nhà ta, rất công hiệu với vết thương ở khớp. Phu nhân, có thể bán cho tiểu nhân phương thuốc này không? Nếu hiệu thuốc của tiểu nhân có phương thuốc này, có thể giúp đỡ rất nhiều người đấy. Phu nhân, trong người giống người lương thiện, sao... sao người có thể giữ riêng một mình? Ta không hiểu ông đang nói gì. Có điều ta không bán phương thuốc này, nhưng ta có thể bán cao thuốc này. Vậy không phải ông bảo cao thuốc này có thể cứu rất nhiều người sao? Vậy ông có thể mua từ chỗ ta, hoặc ta ký gửi ở chỗ của ông, hai chúng ta chia nhau. Cao thuốc của người tiểu nhân cũng chẳng biết có thành phần gì, nhỡ làm người ta bị làm sao, xem như bản hiệu của bọn tiểu dân bị hủy hoại mất. Người mà ông quả quyết là không thể trị khỏi, ta cũng trị khỏi rồi. Lẽ nào đây không phải là bản hiệu sống sao? Vậy lọ thuốc này bao nhiêu tiền? Ta bán ông 30 văn tiền, ông bán 50 văn tiền, thế nào? Vậy thì rẻ quá. Bây giờ dược liệu từ Tương Châu đến cũng đều lên giá cả. Lão bá tánh cũng không có tiền mà bốc thuốc. Đừng
Đừng bảo cái này chẳng có dược liệu gì tốt nhé. Dược liệu tương châu phong phú, rất nhiều người dân miền núi mưu sinh bằng nghề này, từ đó gian danh thiên hạ. Nhưng cũng không có nghĩa Thượng Dung chúng ta không có thuốc để hái, cứ phải nhập thuốc từ tương châu đâu. Huống chi trong cao thuốc của ta cũng chính là những dược liệu tầm thường trên núi, chỉ là ta có cách bào chế độc đáo. Ta bào chế tinh luyện thảo dược thành dầu, rồi thêm cao thuốc vào đó theo tỷ lệ nhất định. Như vậy hiệu quả khi đắp cao thuốc này sẽ tốt hơn, công hiệu nhanh hơn, từ đó hiệu quả chữa trị sẽ tăng gấp đôi. Đúng là như vậy, cao thuốc này hấp thu tốt, hiệu quả nhanh, quan trọng là còn rẻ, lão bá tánh có thể mua được. Lão Lý cũng đã nói thế rồi. Được, vậy ta lấy hết lô hàng này. Các cháu làm gì mà bí ẩn quá vậy? Có bất ngờ à? Một, hai, ba. Mau xuống đi, nào, xuống đi. Những thứ này thật ra là món ăn thường ngày mà lão bá tánh Thượng Dung như ta dùng để tiếp đãi khách. Còn cá này hôm qua mới câu. Măng này thì đã trên núi. Còn chỗ thịt khô này được ướp từ lúc Tết. Hứa đại nhân, Hứa phu nhân, tiểu dân thật sự không biết phải cảm tạ hai vị như thế nào, giúp tiểu dân đứng lên đi lại được, giúp tiểu dân có thể nấu một bàn thức ăn thế này. Đa tạ hai vị. Món này là cháu với tỷ tỷ cùng làm mà. Ngày nào ở học đường, A Kiều tiên sinh cũng làm cho bọn cháu nhiều món ngon. Bọn cháu cũng muốn nấu lại cho tiên sinh một lần. Vị ngon nhất nhân gian là niềm vui. Câu này là để nói tình cảnh hiện tại đấy. A Kiều, ngoài thứ này, Lý đại ca còn chuẩn bị cho muội một món quà đặc biệt nữa. Ta đưa muội đi xem thử. Nào, đi. Chỉ mấy tuần ngắn ngủi, sao mọi người làm được vậy? Thật ra cũng không khó. Tháng này đang là mùa hoa thực dược nở. Mấy tuần trước ta trồng gốc cây thực dược lớn, rồi điều chỉnh số lần tưới nước là được. Lúc trước ta hay trồng hoa thực dược nhất đó. Ta và mẫu thân của đám nhỏ kết duyên nhờ thực dược, cho nên ta cảm thấy thích hợp tặng cho hai vị nhất. Đừng chạy, ngươi đừng chạy, chờ ta với. Đưa cho ta. Ta cũng muốn, ta cũng muốn nữa. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương diễn. Không bắt được. Hoa thơm nở rộ chưa từng thấy, lá xanh hoa đỏ tựa đèn lồng. Tỉnh mộng thực dược tình nơi nào,
tự hỏi đang ở. Dương gia. Dương gia. Ăn rồi nhé. Ăn hết cả rồi. Được rồi, không chơi nữa. Dương gia à, nói sao thì Dương Phi cũng là thiên kim tướng phủ, danh môn khuê tú, dịu dàng hiền lành, sao lại tới mức khiến ngài ưu phiền vậy? Ưu phiền thôi à? Là ưu phiền vô cùng đấy. Lần này nàng ấy chạy đến doanh trại chính là muốn đưa tiểu bối về. Nhưng ngươi cũng biết tại sao nàng ấy lại chăm sóc tiểu bối như vậy, là vì nàng ấy muốn xem tiểu bối là công cụ đắc sủng. Với cách giáo dục tiểu bối như nàng ấy, đừng nói tiểu bối không chịu được, ta cũng thấy chịu không nổi thay cho nó. Cho nên ta mới đưa nó đến doanh trại. Nhưng không ngờ là nàng ấy cũng theo đến tận đây. Ngươi nói xem ta phải làm sao mới phải đây? Ninh Dương điện hạ, hàng xá đơn sơ tầm thường, chuyện này mong ngài suy nghĩ kỹ càng, nhỡ lại khiến công tử. Điện hạ, Ngũ Lan, sao hai người đến đây? Để ta đoán xem, không lẽ hai người nhớ bọn ta rồi ư? Nương tử, điện hạ muốn để tiểu bối con trai ngài ấy ở nhà chúng ta gửi nuôi một khoảng thời gian. Con trai của ngài gửi ở nhà bọn ta sao? Bổn Dương thấy các ngươi xây dựng học đường cũng khá đấy, cho nên ta cũng muốn đưa tiểu bối nhập học. Hơn nữa con người phu thê hai ngươi cũng khá được, cũng xem như lọt vào mắt xanh của Bổn Dương, cho nên giao con cho hai ngươi, Bổn Dương cũng yên tâm. Lọt vào mắt xanh của ngài thì phải giao con cho bọn ta sao? Đây là đạo lý gì vậy? Nương tử, bình tĩnh bình tĩnh. Điện hạ, con trai của ngài có thân phận cao quý, hạ quan sợ phu thê hạ quan chăm sóc không chu đáo, làm lỡ dở việc học hành của đứa trẻ. À, thằng bé tiểu bối này ngoài việc thích gây phiền phức thì cũng không có tật xấu gì nữa, nó không phải quý tử gì. Các ngươi thấy cần đánh thì đánh, cần mắng thì mắng, tùy ý hai ngươi.
tuyệt đối đừng vì thân phận của bổn dương mà không dám dạy dỗ nó. Vậy thì rốt cuộc là ngài muốn đưa con đi học hay là muốn chạy trốn phiền phức? Nương tử, nếu ngài cảm thấy con cái là phiền phức, vậy tại sao lúc đầu lại sinh nó ra? Bây giờ thì tùy tiện đưa nó vào nhà người khác, còn bảo đánh mắng tùy ý. Ngài làm cha kiểu gì vậy? Nương tử, nương tử, ngài đừng có nói là ngài muốn tốt cho nó. Trong mắt trẻ con, chắc chắn sẽ cảm thấy cha của nó không cần nó nữa. Vậy thì đau lòng biết bao. Bớt nói vài câu đi, Hồ Kiều. Đào cô có thể chém bừa, nhưng nó thì không thể nói bậy được. Sao ta lại không cần con của mình? A Kiều, Ninh Dương Điện Hạ không tiện mang theo con vào doanh trại. Chính vì tin tưởng hai người mới giao thằng bé đến chỗ hai người để chăm sóc hộ. Tiểu bối đồng ý rồi. Vậy làm sao ta biết là thật hay giả đây? Mỗi nghĩ thử xem trong doanh trại có những người nào chứ. Đều là những nam tử thô kệch làm lính như ta. Một đứa bé 7-8 tuổi ngày nào cũng ở với những người như ta, khổ luyện vất vả. Mỗi nói xem, có đáng thương không? Ngũ Lan, Điện Hạ, chuyện này xin cho chúng Hạ Quan suy nghĩ thêm. Phu thê Hạ Quan vẫn chưa có con cái, thật sự sợ rằng sẽ không chăm sóc tốt cho tiểu bối. Chăm sóc tốt hay không, bổn dương nói là được. Chuyện này cứ quyết định thế đi.